Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi về một khái niệm là giống hàng các đối tượng ở trong Corel. Thế thì như chúng ta mô tả một cách đơn giản về việc thiết kế, đó là chúng ta sẽ sắp xếp các đối tượng vào với nhau. Từ các đối tượng đơn giản, chúng ta tạo thành một nhóm phức tạp hơn. Từ phức tạp sắp xếp với nhau thành một nhóm phức tạp hơn nữa, vân vân. Thế thì nếu mà nhìn một cách thật là đơn giản thì rõ ràng là thiết kế là việc sắp xếp các đối tượng vào với nhau. Đấy. Và sắp xếp thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào? À, sắp xếp nó thì nó cao bằng đầu nhau, bằng cạnh phải, bằng cạnh trái, rồi gióng giữa, rồi thì gióng bằng chân, vân vân. Đấy là những cái sắp xếp rất là đơn giản. Và để thực hiện cái việc này thì Corel cung cấp cho chúng ta những cái phương tiện như sau. Tôi tạo ra mấy đối tượng mẫu như sau. Một đối tượng đỏ này, một đối tượng xanh này, một đối tượng vàng này. Bây giờ tôi sắp xếp. Bình thường ra là chúng ta phải kéo đúng không? Và chúng ta xem nó có thẳng hàng hay không. Nhưng cách này thì nó sẽ là cái cách thủ công và nó không đảm bảo độ nhanh cũng như là độ chính xác. Và Corel cung cấp cho chúng ta những cái lệnh như sau. Để gióng hàng các đối tượng, xếp hàng các đối tượng thì chúng ta phải chọn từ hai đối tượng trở lên. Đấy. Không thể nào mà bảo một người ra được xếp hàng thì chắc là chả xếp với cái gì cả. Cho nên ít nhất là để mà xếp hàng thì phải từ hai. Đấy. Thế là cái khẩu lệnh mà chúng ta vẫn thấy rất là quen thuộc ngày xưa mà chúng ta đi học ấy. Đầu tuần thì sẽ có cái buổi chào cờ đúng không? Và cái khẩu lệnh chúng ta nhận được để gióng hàng thì xếp hàng đó là cái khẩu lệnh nhìn trước thẳng. Đấy. Thằng đằng sau sẽ nhìn thằng đằng trước và gióng theo thằng trước cho nó thẳng. Tất nhiên là thằng đứng đầu hàng thì thôi nó đứng im và nó không phải nhìn thằng nào cả. Vậy thì cái thao tác mà gióng hàng ở đây nó cũng sẽ có một vài cái nó tương tự như vậy. Có nghĩa là sẽ có một đối tượng nào đó sẽ đứng im và các đối tượng còn lại sẽ gióng theo cái đối tượng đứng im đó. Vậy chúng ta sẽ xem cùng nhau xem là cái đối tượng như thế nào thì là đối tượng đứng im và đối tượng như thế nào là đối tượng mà chạy theo. Thế bây giờ tôi chọn, ví dụ chọn 3 đối tượng. Lệnh của nó như sau. Chúng ta vào trong menu object. Trong menu object này chúng ta chọn lệnh align and distribute. Và lúc này chúng ta sẽ có một số các lệnh như sau. Align left gióng cạnh bên trái. Phím tắt là L. Align right gióng cạnh bên phải. Phím tắt là R. Align top gióng bằng đỉnh thì phím tắt là T. Align bottom là đáy thì phím tắt là B. Và có hai cái center, một cái là center horizontally và một cái là center vertically, tức là ở giữa theo trục đứng và ở giữa theo trục ngang. Bây giờ chúng ta xem ví dụ gióng theo cạnh trái đúng không? Align left. Tôi có thể nhấn phím này hoặc là nếu mà các bạn nhớ nhanh được thì các bạn sẽ dùng phím tắt luôn. Đấy. Thực ra thì rất là dễ đúng không? Left L, right R, top T, bottom B. Center thì có hai cái đều là center thì một cái là center sẽ là C, còn một cái center thứ hai thì nó sẽ lấy cái từ thứ hai trong từ center đó là chữ E. Đấy, bây giờ ví dụ tôi nhấn left thì mọi người thấy là nó chạy như thế nào nhỉ? À, chạy hết sang trái, nhưng vấn đề là trái của đối tượng nào? Đối tượng màu đỏ đúng không? Và đối tượng màu đỏ này là đối tượng mà nó nằm ngoài cùng bên trái ở trong số các đối tượng được chọn. Đồng thời nó còn là đối tượng mà được tạo ra đầu tiên nằm ở tầng thấp nhất. Vậy thì bây giờ tôi thắc mắc rằng là có phải là gióng trái? Bây giờ nó đang trái của thằng đỏ là vì đối tượng này nằm ở cạnh trái nhất so với các đối tượng khác hay không? Hay là vì nó là đối tượng được vẽ ra sớm nhất trong số các đối tượng này? Đây. Nếu như bây giờ tôi gióng phải thì sao? Tôi gióng cạnh phải thì sao? Tôi nhấn R. Thì tất cả các đối tượng xanh và vàng cũng lại chạy ra và gióng với cạnh phải của cái đối tượng màu đỏ. À, như thế thì tôi sẽ phủ nhận cái chuyện là gióng trái
thì nó chạy theo cái đối tượng nằm ở bên trái nhất. Như vậy không phải, đúng không? Tại vì bây giờ tôi gióng lệnh, vừa rồi là tôi gióng lệnh phải cơ mà, ấn R cơ mà. Đáng lẽ ra như thế thì cái đối tượng màu vàng phải đứng im và đối tượng đỏ và xanh phải chạy sang để gióng cái cạnh phải của đối tượng màu vàng chứ. Nhưng mà nó lại vẫn chạy sang, nó gióng theo thằng đỏ. Như vậy thì cái thứ tự ưu tiên ở đây là gì? Thứ tự ưu tiên ở đây là cái đối tượng nào xuất hiện đầu tiên đó thì đối tượng đó sẽ được đứng im, còn các đối tượng mà xuất hiện sau sẽ phải gióng theo đối tượng đầu tiên đó trong số các đối tượng được chọn. Thế thì thằng đỏ là thằng nằm ở tầng thấp nhất và nó là thằng được vẽ ra đầu tiên trong số thì đã trong số 3 đối tượng này. Vậy thì khi mà có cái sự ưu tiên thì con heo đang ưu tiên cho cái đối tượng nào sinh ra trước đó. Nôm na thằng đấy ra trước rồi nó là anh đấy, nó có nhiều kinh nghiệm hơn, nó thế nọ nó thế kia, bọn mày là em, bọn mày phải theo nó đấy, bọn mày sinh sau thì bọn mày phải theo nó. Đấy là cái logic của thằng Corel. Mà tại sao chúng ta lại xác định được là như thế, là khi mà chúng ta xử lý này thì chúng ta quan sát lại cái cách chọn này. Khi tôi chọn đó là tôi bấm và tôi vẽ ra một vùng chọn, chọn cả ba đối tượng cùng một lúc, như vậy là sẽ không có đối tượng nào được chọn trước, không có đối tượng nào được chọn sau, cả ba đối tượng cùng chọn một lần. Và trong trường hợp này thì nó sẽ ưu tiên cho cái đối tượng nào mà có tuổi cao nhất ở trong này, tức là được vẽ ra sớm nhất. Thế thì bây giờ kết luận như thế có đúng không? Tôi lại phải thử nghiệm lại một lần nữa rằng là thay vì là chọn tất cả một lần, tôi sẽ đưa ra một cái phương pháp khác là tôi thử chọn theo một cái thứ tự có trước có sau rõ ràng, xem nó có phải ưu tiên như thế hay không. Bây giờ tôi chọn thằng đỏ, tôi chọn thằng xanh, tôi chọn thằng vàng. Trong lúc chọn thì tôi giữ shift để tôi chọn cả một nhóm, và đồng thời là giữ shift mà click như thế này thì sẽ có đối tượng được chọn trước, đối tượng được chọn sau một cách rõ ràng. Và trong trường hợp vừa làm thì đối tượng màu vàng là đối tượng được chọn sau cùng. Bây giờ tôi lại nhấn gì đây ạ? L left. Tôi xem nó theo thằng nào nhé. À, lúc này nó theo thằng vàng. Như thế là chúng ta xác định là có hai trường hợp ưu tiên khác nhau. Trường hợp ưu tiên đầu tiên là khi chúng ta chọn các đối tượng cùng một lần, không phân biệt thằng nào chọn trước, thằng nào chọn sau, thì đối tượng nào nằm ở tầng dưới cùng hay là đối tượng nào vẽ ra đầu tiên trong số các đối tượng đó sẽ đứng im, các đối tượng còn lại sẽ gióng theo trái phải trên dưới của thằng đầu tiên được vẽ ra đầu tiên đó. Thế còn nếu mà chúng ta chọn mà có thứ tự thì thằng nào được chọn cuối cùng thằng đó sẽ đứng im, các đối tượng được chọn trước nó phải chạy theo trái phải trên dưới giữa của thằng được chọn sau cùng đó. Thì như vậy là xác nhận là có hai cách ưu tiên khác nhau nhé. Đấy. Đây bây giờ này, trái này, left này, phải này, right này, T này bằng đỉnh này, B này bằng bottom này, C là thẳng hàng theo trục đứng này, E là thẳng hàng theo trục ngang. Như vậy là chúng ta đã có được một số các cái lệnh gióng hàng rất là nhanh. Ngoài ra chúng ta còn có một số lệnh như sau. Nếu các bạn chọn một đối tượng nào đó mà các bạn nhấn P thì đối tượng đó ở bất kỳ vị trí nào nó cũng sẽ tự động nhảy về tâm của cái trang giấy làm việc của chúng ta. Đấy. Tôi ở góc trên bên phải nhá, P này, lập tức chạy về này. Tôi ở góc dưới bên trái nhá, P này cũng chạy về này. Tôi ở hơi cao hơn một tí, P cũng chạy về tâm. Như vậy là chúng ta có thêm một cái lệnh nữa để đưa một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng được chọn nào đó chạy về tâm. Còn chúng ta có thêm một cái lệnh này nữa. Đó là gì đấy? Center a page horizontally. Bấm vào lệnh này thì nó ở bất cứ đâu, không biết kiểu gì nó cũng sẽ chạy về nằm đúng trục giữa thằng đứng của cái trang giấy. Thế còn chúng ta lại sử dụng lệnh tiếp theo. Align vertical. Đây, thì nó ở vị trí nào tôi không biết, nhưng tóm lại là nó sẽ chạy về và nó nằm giữa theo trục ngang của cái tờ giấy.
Thì như thế là chúng ta sẽ có một số các loại dòng hàng như vậy. Và ở đây chúng ta thấy là cái lệnh riêng mấy cái lệnh dưới cùng này thì các bạn có thể chọn người ta chỉ một đối tượng thôi, tại vì lúc này nó có hai thứ để đối sánh với nhau rồi, đấy là đối tượng đứng yên là tờ giấy, còn đối tượng mà di dịch là các đối tượng mà chúng ta vẽ ra chúng ta chọn đấy. Chứ còn nếu mà chỉ có đối tượng khác nhau thôi thì các bạn phải chọn từ hai đối tượng trở lên các bạn mới thực hiện lệnh giống hàng được. Nhưng nếu mà giống với trang giấy thì các bạn có thể chọn một đối tượng vẫn giống hàng được, vì lúc đó có cái đối tượng được ghi là trang giấy rồi. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một số các lệnh như thế này nữa, đó là lệnh distributor. Distributor là cái gì? Đây các bạn có thể tìm lệnh vừa nãy nhá, là các bạn được hướng dẫn là vào menu object và align and distributor này đấy, thì các bạn sẽ mới nhìn thấy align thôi, tức là phần trên này. Còn các bạn muốn thêm cái distributor này thì các bạn phải bấm vào lệnh này, align and distributor, control shift A, hoặc các bạn bấm vào biểu tượng hỗ trợ ở trên gì đấy, hỗ trợ ở trên thanh option này, xin lỗi nhầm nhầm từ, ở trong Corel thì chúng ta gọi nó là property 3 đấy. Đây bảng thoại nó sẽ mở ra, nó giúp chúng ta có một số cái lựa chọn này, ví dụ như là chúng ta chọn nó là chia đều cạnh trái. Đây chia đều cạnh trái có nghĩa là nào? Từ cái cạnh trái của đối tượng đỏ khoảng cách này đến cạnh trái của đối tượng vàng, rồi từ cạnh trái của đối tượng vàng đến cạnh trái đối tượng xanh là sẽ bằng nhau đấy. Hoặc là tôi chọn gì đây, giữa này, thế đây các bạn nhìn thấy giữa của đối tượng đỏ đến giữa đối tượng vàng và giữa đối tượng vàng đến giữa đối tượng xanh bằng nhau. Tương tự như vậy thì là cạnh gì đây, cạnh phải bằng nhau, rồi thì cạnh gì đây, đỉnh của đối tượng nọ đến đỉnh của đối tượng kia bằng nhau, đáy của đối tượng nọ đến đáy của đối tượng kia bằng nhau, giữa của đối tượng nọ đến giữa của đối tượng kia bằng nhau đấy, vân vân. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa là chúng ta chia đều cái khoảng cách giữa các cái đối tượng đấy. Thì đấy là một số các cách để mà chúng ta có thể gióng các đối tượng và chia khoảng cách cho các đối tượng. Thì thao tác này thì cũng không khó lắm, thường thì chúng ta sử dụng cái align trái phải trên dưới nhiều hơn đấy, và các bạn cố gắng nhớ cho tôi, chắc là làm một lần hai lần thì sẽ thuộc được các cái phím lệnh left right top bottom center dọc center ngang đấy, thì các cái phím tắt đó nó tương đối dễ.